Được chưa? Được rồi ạ. Ừ. Đây. Đây là khay hấp của Nhật. Gì nữa? Sản xuất tại Nhật. Đây là cái chân. Cởi ra chúng ta sẽ có một cái chân rất là chắc chắn. Chúng ta xòe ra cho vừa với đường kính của mình. Con quay ra chính xác ở giữa rồi đi. Nào, cao cao lên đi. Xong chúng ta xếp. Cho bánh bao vào. Được chưa? Vậy thì không có cầm mọi tay quá. Được chưa? Rồi, xong rồi đấy. Khi mà có một cái nhấc ở đây, khi hấp xong ta sẽ nhấc lên như này để cho đỡ bỏng. Rất tiện, rất tiện lợi luôn. Con tắt đi cho mẹ tắt nha.